Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 17 tháng 11. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác do tác động từ rãnh thấp xích đạo kết hợp với vùng nhiễu động đới gió đông. Ban ngày trời nhiều mây, đôi lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ toàn khu vực dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối nay có mưa rào và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, có lúc cấp 5. Tại Vũng Tàu ngày 17 tháng 11, mực nước cao nhất 395 cm xuất hiện lúc 0 giờ. Thấp nhất 211 cm xuất hiện lúc 6 giờ 20 phút.